Đủ đăng ký lái thử nè. Đeo mẹ sẽ SA 2.0 đeo 1.4 tỷ. Xe 4 chỗ là gần tỷ bạc. Siêu mạnh. Người ta giống như là chọn người ta. Moonlight sửa tay đúng không? Con mua con bán tải này có 800 triệu à? Không, đủ xe bán tải à, nhìn nó gọn nhìn đẹp, Corrado đẹp, Chevrolet đẹp, đẹp lắm chứ được. Nè, má đẹp không chưa? Những con xe này mới đi khách thì đủ má. Đi khách không ăn phạt đâu. Vô đây. Bên đây. Bác vậy ăn phạt tôi nào. Vô đây. Hàng hết đâu, giấy tờ đâu? Giao hàng. Xe chở được 5 người. Được. À, nào mới đủ tỷ bạc mua khách. Trước đúng là đi có tám ớt rồi. Nó chạy con gì đó tôi ta nó mũi bụng bang bác lại bật ra ớt ghê hả, quá ở có dùng mũi bụng luôn. lái nè bang vô cái thành bang cái bật ra luôn Mà đang đang chạy đường nào chứ? đang chạy đường Quốc lộ hả? đi đường đi lên sông cô á, đi cái đường À đó là đường gì quá rồi nhưng mà đường đường Củ Chi ấy đường hả? Tây Á. Đúng rồi Tây Á. Mà đứng giữa đường luôn hả? Không thì chạy sát cái mí À tức là tỉnh vẫn đó, lắp ra được đúng không? thì tâm cái là sắp tỉnh là lắp ra luôn đó. À À, mày bắt thắng chạy gớm chứ mẹ, má ngày xưa chạy rồi con Vespa đụng nó chạy ớt. chở chở em xuống Netokin đó, đụng nó mình hẹn lúc 1 giờ một một rưỡi chứ đủ má, ảnh làm cái đéo gì đéo biết nó đủ má, 1 giờ 1 giờ 1 giờ 5 giờ 10 bắt đầu Hay đi vậy đó, đúng rồi. đủ má, lên xe ngồi đủ má phóng như điên đi vậy, mình ngồi xong quá mà chạy đường Biên Hòa nó đi vậy quá, ôi đủ má lần đầu tiên luôn đi vậy. Đi có tháng hay chạy giờ cỡ đó, làm bận làm này làm kia tới giờ xuất phát rồi đi. Hồi đó đi xe Bắc Minh chở kìa, xin Minh chở đấy. Tại xe đó là như là buông buông ga ra là nó tự 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 chạy luôn đó, đang dừng đèn đỏ nè mình nhìn cái bỏ chân ga ra cái nó chạy Ừ đúng rồi, nó bỏ chân ga nó đó, chạy, phải bóp rồi thắng nữa, bóp thắng gần là nó mới chạy, bóp bóp cần số nó mới chạy chứ. gần đụng đến gần đụng người ta gần đụng người ta rồi đó. Hồi đó chạy với thằng kia nó lái là mới là nguy hiểm, có nghĩa là nó lần đầu tiên nó biết lái á, sao đó chú Tiến để lái đó, lái mà thấy cảm giác ớn giống như sẽ gần nó hốt người Thì ta. thằng thì thằng nào lái lần À đầu nó đúng sẽ rồi, bày cảm giác nó như vậy nó đó, hốt người ta luôn á, gần như hốt người ta luôn mà lái ra đã 7 chỗ mà lái 7 chỗ đi bự xe hơn đi nữa. xe côn Cảm giác nó không, hốt người ta em rồi. thấy lái 7 chỗ thấy cái quan sát là nó rộng hơn là lái 4 chỗ nha, 4 chỗ anh thấp lắm. Ngồi lái nó bị khuất tầm nhìn, cao rồi mà đi lên ngồi đi. Em chạy rồi mà, em chạy ngày xưa đi bên servo là chạy con 4 chỗ với 7 chỗ rồi. Nhưng mà chạy cả tập chạy thôi chứ chưa về chưa chạy đường trường thử, chạy đường trường cũng chạy được 1 lần mà trong mấy khu nhân trạch á. Nhưng mà chưa chưa dám ra đường lớn. Ra đường lớn container nhiều quá ớn chứ chạy. Mới chạy mấy đường trong 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 đường vắng 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 chứ. Thì đi mấy thằng taxi á xong xuống bảo thôi cho anh tập chạy, tập chạy nó thì nó ngồi bên cạnh nó chỉ mình
chạy nữa. Xếp đời cũng sụp hồn hơn, bắt chung biết đời vụ xếp đời không? Chị dính không? Là xếp đời đi nhanh chặt mà. Rồi đậu xe, đậu thì tốt, đậu tắt vô lề đậu á. Xong rồi đi đi vô thăm khách hàng hay là không chắc. Chắc đi làm múa gì đó. Có thằng nào tự nhiên chạy bạc mạng, chạy tông vô xe bắt đời. Không mạnh lên mạnh luôn đó nha. Tâm đến nỗi mà bể hết kiến mà lót xe xì luôn. Gớm đi. À, là thằng đó tơi tả rồi, sắp chết luôn mà, thằng đó gần chết luôn mà. Bị gớm vậy. Đó là thằng đời, cái sau đó là thằng đời nó kêu xe cẩu cái xe của nó đi về để về bảo hiểm. Ừ. Công an phạt 8 triệu thay đổi hiện trường. Đó. 8 triệu rồi xong rồi cái thằng sao nó... sao ấy? Sao thay đổi hiện trường? Có nghĩa là lúc mà tông xong đúng không? Là Trung phải để hiện trường. Đúng rồi, phải gọi báo công an tới. Thì thằng đời nó không có báo công an. À, mà tông xong là nó gọi điện xe cẩu về. Đúng không? Thì cái tội đó là thay đổi hiện trường phạt 8 chai. Đi. Rồi sau đó là đáng lẽ là cái thằng thì tất nhiên mình không cần phải đền cho cái thằng kia cái gì hết. Nhưng mà được thằng kia là kêu là kể ở Thanh Hóa vô là công nhân gì đó mới vô à. Mới vô được mấy bữa mà tâm sắp chết không ai cứu nó thì cũng đó bắt đời như cho nó về chịu sao mà như sống được đó nó tội rồi chở đi bệnh viện chở nào chở thằng tông đó. Ủa đang bị cậu xe đi rồi thì chở gì nữa hả? Cậu xe đi rồi chở gì nữa thì chắc nó kêu taxi hay cái gì thôi chứ không cần phải lấy cái xe nó chở đâu. Kêu taxi bệnh viện chứ ví dụ vậy. Ủa nhưng mà cái vấn đề là thằng kia nó đâu kiện thằng đời hay là gì đâu ta? Nó đâu kiện đâu. Ừ, thì công an làm gì vào cuộc được? Hả? Thì không biết nhưng mà công an có nghĩa là anh chỉ nghe đến câu chuyện đó thôi là đó công an nó phạt thay đổi hiện trường. Đó cái đợt đó chú Tiến mới lấy xe về. Mà. Trừ khi đụng mà thằng kia nó ấy chứ ta. Tại vì cơ bản là ví dụ khi thường thường đa số đúng không? Đa số những vụ tai nạn đúng không? Là thường thường khi anh kêu công an xuống thì công an mới vào cuộc. Thì còn không là ví dụ như anh thì đó thương thì lượng. Anh chỉ nghe được cái câu chuyện đó là thằng đời nó cẩu xe về nhưng mà bà lại bị công an phạt là thay đổi hiện trường. Đụng mất mấy thằng công an Đồng Nai đó anh mẹ rồi. Đó chắc đéo đút cho nó rồi nó chắc mẹ nó thì đó thì làm khó đó có một cái lý do gì đó là để nó biết thì tất nhiên là nếu mà tông xong là không có gì hết là, hoặc là tông xong để chiếc xe máy lại thì sao đó còn cũng có thể nó mò ra thôi ví dụ vậy hay là có ai báo nó báo hoặc là nó thấy hiện trường đó như vậy không bạn không tức là một là có thể có ai báo thì khi mà công an nó xuống nó không thấy à, nó thấy xe nó thấy xe nằm đó mà không thấy xe thằng tức là nó thấy cái xe máy nằm đó mà không thấy xe thằng đời thì ok nó mới bắt thằng đời là phạt thằng đời dạng vậy. Còn ví dụ như bây giờ đi hết dọn dẹp tức là thằng đời nó phải dọn dẹp hết cũng có lẽ nó phải dọn dẹp xong xuôi hết và ok thì cái này em thương lượng với bên kia xong rồi đó thì xong rồi xong là có thể là đó là nguyên một đám đông hay gì nó buông tới thì nó buông tới thì có người gọi điện cho công an đó thì công an ví dụ nó tạt ngang qua thôi nó tạt ngang qua ủa nó thấy xong thằng đời chủ xe thì nó phải ra nó nói chuyện ý là bởi đúng không tức là nó phải dọn dẹp xong xuôi hết này nọ kia thì nó mới đời trước thì mấy tên tóm mất mà đúng là MC chơi mặt ta con ta đền đúng không
laptop là 9 triệu, laptop cũ là laptop cũ là 9 triệu. Mới vừa nhận xe đó chứ, cùng với mới nhận xe. Mới nhận xe giúp chữa bị. Dính nặng nhất á, trong đời là dính nặng nhất rồi. Chỉ có thằng Dương bữa dính là giúp chữa xe thôi. Dương số gọi xuống hay dạ, alo. Alo. Đúng đúng không? Trung A cộng Trung TR nhé, A cộng tên hay chấm con. Ok ok yeah. Talk kìa, yes talk kìa. Ok. TBC robot. Last time, made in send the quotation for TBC robot from Samsung. Made in. Okay. Yeah. They send inquiry for TBC robot. This inquiry from Samsung Ho Chi Minh. Yes. And Okay. But the robot already obsolete and discontinued. And he offer for another item, new item. But now Medin already win the order. Hello. They convert from old modem to new modem, so that's why confirm the dimension. The dimension has been changed because it's the new modem. So that's why now we ask Medin, let's up, come together with Medin, go to Samsung for checking the dimension. Yes. So when I got the checking dimension in Samsung, I will feedback to Mr. Tay. And after that, he can sell to Medin because he asked Medin for confirmation about dimension, but Medin cannot confirm the dimension. This need checking by our office. So what do you want me to do? You can explain with Tay that for this case,
our outfit will come together with Maiden and checking the dimension. After that, I will feedback to Mr. Tay. So after that, he can sell this robot to Maiden. Yes, 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 yes. Should be all to Tay, but Tay asked Maiden for confirm the province. Many relationship with the Korean, and she also know this information. This line, yeah, yeah, and so. New from you, yeah. Yeah, yeah. This don't miss this kind of chance. Yeah, yeah, yeah. This a good supporting, yeah. Yeah, good supporting. Yeah, okay, yeah. Just, yeah. Check me out what's going on in your hummingbird. Yeah, okay. And, okay, I see, I see. And okay, yep. And for you remember for FRL for perfect still. Now they said because this is the first time they use PVC, so they cannot buy for the big volume. So they say that they will use for small work volume first. Mm. Yes, that's why I send the dryer to. Yes, I already give rice to him. Yes. So any feedback from them? They will try to close order. Okay, so I'm not free check your the feedback about our quotation. Okay. Then you know I'm not sure if you know if they have time for
Biết tại nó có xin mi can thiệp vô thì nó đỡ. Thank you.
3. Mọi thứ đã rõ ràng. Mở trên bàn, mọi thứ này là rõ ràng. Nam Nhi Đa Trường Phu. Yeah, oh yeah, come on baby, let's go move. Đâu, sao cái vấn đề sao? Để tôi xử lý cho. Vấn đề là đó, cái vấn đề là có cái inquiry mở thứ 1000 bit TBI. Rồi bây giờ là có hai cái dự án đúng không? Ừ. Rồi một cái là stock đúng không? Ừ. Stock, một cái là project. Trả lời tình huống update đi.
Ok, thì bây giờ anh cứ một là project. Là project là tới đâu rồi? Project tới đâu rồi? 1000 bit á, 1000 bit á, project là 1000 bit á. Tới đâu rồi thì chưa tới đâu hết. Không thì mình trình bày cái hiện trạng thôi chứ đâu nhất thiết gì cũng phải là ấy đâu. Tức là mình cứ nói ra ok thì bây giờ là cái stock thì bây giờ Nam đang lên list đúng không? Ừ. Thì Nam lên list thì đúng. Giờ phải gọi điện Nam, bắt Nam kêu mình nói ra là lên list. Lúc thì nói này, lúc thì nói khác. Không thì bây giờ anh hỏi là bây giờ cái list stock á là bây giờ cho cái deadline là khi nào Nam không tức là khi nào Nam tức là Nam có kế hoạch đặt không và khi nào thì đặt, ví dụ như là ví dụ cuối tháng 9 đó, hay là ví dụ như hay là cuối năm nay hay là sau đó để bên kia nó để anh thì đúng rồi thì để mình trả lời cho bên kia chứ bây giờ tự nhiên vấn đề là bây giờ tôi cung cấp cho anh cái list thì đúng anh phải cho tôi một câu trả lời là khi nào anh đặt và khi nào anh không đặt và khi nào chứ tôi có ép anh là bắt buộc anh phải 100% là anh phải đặt hàng cho tôi đâu, ý anh phải cho câu tôi trả lời chứ. Thứ nhất là mình cũng đã cảnh báo với thằng Nam là cái list này là list rất là quan trọng. TBC không dễ nào mà đưa ra cái list này bởi vì nó mâu thuẫn với bên chỗ TBI gì đó. Thì đã nói trước với Nam rồi thì cái bây giờ là bảo là bây giờ Nam thử là cái list này thì cho thông tin là kế hoạch của Nam. Bây giờ anh nói là kế hoạch của Nam là như thế nào cho anh biết để anh báo cáo bên kia để anh theo anh báo cáo bên kia để anh và anh sẽ follow theo cái kế hoạch của Nam. Ví dụ như ở bây giờ ví dụ như hết tháng này thì Nam nó sẽ lên list hay sao đó hay đó rồi ok tháng 9 nó sẽ gửi BO hay sao đó thì đó mình cũng phải biết tình hình thôi. Chứ mình có bắt buộc là ông Nam phải là đặt hàng đâu, mình đâu có ép gì đâu, mình đang hỏi là bây giờ chia sẻ cái kế hoạch của ông Nam để mình có những cái bước làm những cái bước step tiếp theo để mình báo cáo bên kia xong. Đó là bước thứ nhất. Rồi là stock thì bây giờ là cho cái plan VNet như thế nào đó. Còn project là tới đâu rồi, project là tình hình sao đó, 500 cái gì đó thì anh nói gì đó thì đó anh gọi gì Nam tào lao thì bữa bác Nam gọi điện anh kêu win 500 cái rồi thì anh hỏi lại là win 500 cái rồi thì... Nhưng mà anh report cho thằng Jason chưa? Chưa. Chưa đúng không? Thì anh cứ nói là bây giờ cái project này á thì hiện tại VNet đang làm việc với khách hàng và đang đàm phán về giá. Nói, thì bây giờ tức mẹ ông báo giá thì phải để tôi thời gian tôi làm. Khách nó đặt hàng thì tôi mới đặt ông chứ. Không, khách thì chưa order làm sao tôi dám đặt. Đấy là cũng đúng đó. Bây giờ tại vì anh đang hỏi tên nhớ này để kêu Nam có test Nam nó nói lung tung hết. Thì đóng thì em đảm bảo rồi, cái bây giờ là hỏi đi từng vấn đề luôn cái project này. Ok thì bây giờ Nam đang trong giai đoạn nào đó vậy thôi. Năm ví dụ nó đang đàm phán giá 500 bit hay không, mình đừng từ mình nói ra là có win hay không, mình bỏ ra mình cứ nói với Nam á là bây giờ project đúng không, là bây giờ là đang đàm phán giá đúng không đó, thì cái chốt giá này thì có Nam có nắm được tình hình là khi nào chốt không vậy thôi. Chứ bây giờ đàm phán giá khách hàng chưa order thì thằng Nam nó sao nó dám order, nó mình dạng đơn giản vậy thôi. Project chưa win, VNet chưa win project thì làm sao mà order được. Order cái gì, order về đúng mẹ chữ đây cho mẹ tốn tiền à.
trời cao thấu hiểu. Ủa nhưng mà nếu vậy sóc shopper là không điều chỉnh được hành trình à? À nếu mà nói như thằng này thì không điều chỉnh được hành trình à? Sóc shopper tức là nó chỉ chỉnh hành trình ngắn hơn thôi chứ nó đâu thể chỉnh hành trình dài hơn đúng không? Ủa, vậy nếu như thằng Ti nó nói như vậy là SP không có chốc đúng không? Má sao khó hiểu nha. Đúng rồi, nó nói vậy thì không có chốc rồi. Đúng không? Nếu nó nói vậy là không có chốc luôn đúng không? À, nó bán đúng một cái loại chốc thôi. Không có, có nghĩa là nó bán đúng một loại chốc thôi. Trời cao thấu hưu, nóng như đói trương phu.